Xin chào anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với Live Stream Việt Nam. Chúng ta sẽ đến với trận công thành chiến của server Tụ Hiền Trang ngày 21 tháng 4 năm 2023. Đây sẽ là trận đấu rất quan trọng, trận đấu để tạo ra những tiền đề chuẩn bị cho giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang sẽ được diễn ra vào trong thời gian sắp tới đây, với tổng giá trị giải thưởng lên tới là 30 triệu đồng, kèm theo đó là một kỷ niệm chương đến từ ban quản trị. Liên tiếp là những giải đấu xuất hiện ở trong tháng 4 này, chúng ta đã kết thúc giải Tuyệt Đỉnh Sứ Quân, tiếp theo đó thì đến sự kiện Vũ Trường Tranh Hùng, và cuối tháng này chúng ta sẽ khởi tranh Thiên Hạ Đệ Nhất Bang, một trong những giải đấu mà tôn vinh tinh thần thi đấu các bang hội, giải đấu có thể nói là lớn nhất ở trong bang hội năm 2023 này. Và còn tầm khoảng 2 phút nữa thì trận công thành chiến chúng ta sẽ kết thúc. Anh em từ bây giờ có thể lựa chọn cho mình những góc nhìn tốt nhất, chuẩn bị tinh thần và thưởng thức trận công thành chiến của server Tụ Hiền Trang được phát hành bởi Zip Việt Nam. Đây sẽ là một trong những trận chiến sẽ in sâu trong lòng khán giả của chúng ta. Em thấy không, từ rất sớm rồi em bang cướp họ đang tập trung ở phía chiến trường của Biện Kinh. Ở đại lý chúng ta có em bang Thiên Đế, em bang M thì đang đưa quân về với Biện Kinh. Nói chung là thành não đâu em ạ. Một tuần nó chỉ có một lần công thành chiến thôi, thì anh em sẽ cố gắng sắp xếp để theo dõi toàn bộ những diễn biến của những trận đấu này. Và live stream chúng ta đang được phát trực tiếp ở trên tất cả các nền tảng, em có thể theo dõi được từ ở trên TikTok, Phở Bò hay là trên YouTube bé, trên tất cả kênh em nhé. Em xem kênh nào cũng được, có từ khóa là Diễn Việt Nam ra, ra hết rất là nhiều. Có anh em ơi, em like hết trên cả kênh nhá. Chào tất cả anh em. Em đang để delay rồi, anh em yên tâm là nó không sợ bị lộ cái những spy đến từ các thế lực đâu. Rồi, mình thấy ở chiến trường Biện Kinh thì không chỉ anh em băng cướp mà có cả anh em băng C nữa, anh em băng phá nữa. Mục tiêu của họ rất rõ ràng với những ý đồ và mục đích khẳng định tên tuổi của mình ở trong mảnh đất của Tụ Hiền Trang. Mảnh đất có quá nhiều sóng gió và những cuộc chiến được diễn ra ở trong những tháng gần đây. Em thông cảm nhé, hôm nay ở trong cái khung giờ liên đấu mình không live stream em được. Cái cổ họng mình đang có vấn đề các bạn. Từ sáng đến giờ phải ngậm rất nhiều thuốc để có thể bình luận cho anh em kịp cái sự kiện lần này. Nếu mà trong quá trình live stream mà nó diễn ra cái sự cố gì về giọng nói của mình, em thông cảm giúp mình nhé. Chào Sâm Trương nhé, chào Long Trần, chào Sanji, chào anh hàng xóm, chào tất cả anh em. Anh em có thể rảnh tay thả mình cái tim thế nào, lấy khí thế lên live nữa. Bởi vì còn tầm khoảng 30 giây nữa thì trận công thành chiến của chúng ta sẽ chính thức được diễn ra. Có lẽ thì ngoài nổ đầu tiên sẽ ở chiến trường của Biện Kinh này, khi mình thấy cả em băng cướp, anh em băng C, anh em băng chơi đấy, và cả anh em băng màu đã có mặt rồi. Đây, chơi sao lại để cùng khác màu với anh em băng cướp nhở. Mình thấy cả xã đoàn cũng có mặt ở trung tâm rồi này. Đúng rồi, hôm nay thì thành trì được treo thưởng số tiền 1.000 xu để đến từ thành Phượng Tường em nhé, trung tâm kinh tế. Trận công thành này thì nó sẽ diễn ra không có thưởng gì em nhé, chỉ có 1.000 xu thì mình thưởng thôi. Vâng, vậy là trận công thành chiến chúng ta chính thức bắt đầu rồi. Đại lý đang là cuộc tấn công thì em bằng Thiên Đế, trong đó chúng ta sẽ cùng hướng về với Biện Kinh. Em bằng xã đoàn đã bất ngờ tấn công vào hướng 6 rồi, đã là cuộc chiến của xã đoàn và cướp được diễn ra. Vâng, trên mảnh của quý vị thì màu xanh, tôi biết màu tím đang đến từ bang hội cướp, còn màu vàng đến từ xã đoàn. Xã đoàn và M sẽ cần phải công kích và bẻ gãy long trụ này. Rất là lạ lùng vì phía đằng sau của anh em bang cướp có cả anh em bang C nữa. C là một liên minh của cướp, không hiểu sao này họ lại đặt là màu vàng. Rất lạ anh em ạ. Vậy là cướp đang phải di chuyển ra phía khu vực 9 giờ rồi. C này thì có phải anh em băng cướp em nhở, hay anh em băng chơi này? Mình thấy anh em đây là băng chơi mà không phải băng C, đây là băng chơi. Mình sẽ đi chính lại nhé, lúc nãy mình nhầm, mình tưởng là anh em băng cướp nhưng không phải em ạ. À, anh em băng C không phải, đây anh em băng chơi, băng hội mới. Ô lạ thật, ở cái mảnh đất Tụ Hiền Trang này thì trận công thành chiến nào cũng có bất ngờ thì ra anh em ạ. Lúc đầu mình tưởng anh em băng chơi là một băng hội thuộc nhánh của anh em băng cướp phá giang hồ, nhưng không, anh em băng chơi là một thế lực khác em ạ. Họ đang để cùng màu với xã đoàn, một thế lực mới được hình thành anh em ạ. Cảm ơn tất cả em theo dõi live stream. Chúng ta đang đến với trận công thành chiến của server Tụ Hiền Trang trong ngày 21 tháng 4 năm 2023. Mình vẫn chưa thấy em mở xuất hiện, vẫn đang chỉ là cuộc chiến của xã đoàn và anh em băng cướp ở trung tâm của long trụ Biện Kinh mà thôi. Long trụ này vẫn thuộc trong tầm kiểm soát của cướp.
Đây rồi. Chúng ta đã thấy mờ. Mờ đang có mặt ở phía khu vực 6 giờ và nhích từng bước của mình. Bằng đây rồi, mờ đã có mặt ở trung tâm. Lần này thì anh em bằng mờ sẽ đánh cùng em bằng phá em ạ. Không phải là cướp nữa, mà ngay lúc này đây ở trung tâm của Long Trụ là anh em bằng phá. Sa luân chiến được hình thành bởi các băng hội của chúng ta. Họ đưa quân đến và đi một cách nhịp nhàng, giống như tình huống vừa rồi. Cuộc đối đầu cách đây ít phút là của em bằng xã đoàn, của em bằng cướp. Nhưng hiện tại thì đang là đối đầu của em bằng mờ, của em bằng phá, em thấy không? Rất hay. Rất nhiều biến số được đặt ra, đặc biệt nhất đến sự hiện diện của anh em bằng chơi. Băng hội lần đầu tiên có mặt ở trong trận công thành chiến như thế này, nó làm chúng ta nhầm tưởng đó là một trong nhánh hồn liên minh cướp phá vào giang hồ. Không phải. Trong khi đó anh em bằng cướp họ đã có một pha quay xe rồi. Cướp đã quay xe sang với chiến trường của Lâm Mạng. Vâng, vậy là cướp đã bẻ lưỡi được Long Trụ của Lâm Mạng rồi nhé. Thì chúng ta sẽ chuyển về với Biên Kinh. Nãy giờ mình chưa thấy giang hồ đâu em. Hiện tại mình thấy được rằng là xã đoàn họ đã không còn cùng với mờ thành phượng tường nữa rồi, mà xã đoàn đang đứng ở ngoài 3 giờ của chiến trường phượng tường. Trong khi đó mờ vẫn đang cố gắng đẩy vào từ 6 giờ. Mờ thành Biện Kinh này, anh em bằng cướp ở thành Lâm An, và xã đoàn thì đang ở thành phượng tường. Hôm nay thì thành được treo thưởng 1.000 xu, chính là thành phượng tường của chúng ta. Và mình thấy được rằng em bằng giang hồ đang ở tương dương em ạ. Đây rồi, giang hồ đang ở tương dương. Nếu nhớ không nhầm thì trong tuần trước thành tương dương này là có giang hồ, họ đang bất tử nó. Tuy nhiên thì hôm nay thành chỉ được treo thưởng với 1.000 xu, của chúng ta lại là thành phượng tường cơ chứ không phải tương dương. Mỗi tuần thì mình sẽ đổi một thành em nhé. Ví dụ tuần này là thành phượng tường thì tuần sau sẽ là thành khác, được thưởng 1.000 xu. Rồi, mờ đã đưa quân sang hướng của Dương Châu rồi. Tức lần này thì anh em băng mờ sẽ tấn công vào băng hội nào? Xã đoàn thì mình vẫn thấy ở thành phượng tường, còn anh em băng cướp thì anh em băng giang hồ thì đang ở Dương Châu. Đi tìm xem băng Ngọa Long rồi nè. Ngọa Long đang ở đại lý à? Ngọa Long này ở giữa chỗ của đại lý đây này. Mình đi xem mình xoay thiên đế anh em nhé. Khoan đã anh em, có đánh nhau rồi. Vậy là sau khi mở đưa quân sang Dương Châu, họ lại một lần nữa chạm trán em bằng phá. Lần thứ hai ở trong trận công thành chiến này, hai bang hội này gặp nhau. Và cứ gặp nhau ở đâu thì họ sẽ đánh nhau ở đó. Long Trụ của thành Dương Châu gần như đã trắng máu rồi. Vâng, vậy là mờ đã cướp Long Trụ của anh em bằng phá. Rất khó chơi anh em ạ. Bao nhiêu công sức thì anh em bằng phá mới có thể đam trắng Long Trụ của thành Dương Châu. Và mờ xuất hiện những giây cuối cùng để bẻ gãy Long Trụ đó. Rất khó chịu với lối chơi của mờ. Trong khi đó thì mình thấy anh em bằng thiên đế họ đang có mặt ở chiến trường của thành đô. Em bằng cướp thì vẫn đang ở Lâm An. Thời điểm này có lẽ các bang hội đang cố gắng di chuyển rất nhiều thành trì, và cuộc tấn công thì đang được tạo ra rất nhiều bởi em bằng mờ, em bằng phá. Mờ đang quay trở về với chiến trường của Biện Kinh rồi. Bên đó chờ mờ ở Biện Kinh này sẽ bằng nào? Nếu mình nhớ không nhầm thì sẽ là phá và cướp. Bởi vì giang hồ bây giờ đang ở tương dương cơ, cướp mãi còn thấy đang ở Lâm An. Vâng, ở phía trung tâm của Long Trụ Biện Kinh lúc này là em bằng phá nhé, không phải em bằng cướp. Em nhớ lại giúp mình xem ở trong tuần trước thành Biện Kinh này là của bang nào nhỉ? Hình như là thành Biện Kinh này là của anh em bằng xã đoàn hoặc anh em bằng mờ gì đấy anh em, chứ không phải là của anh em bằng khác. Bởi vì mình nhớ tuần vừa rồi là thiên tử diễn ra giữa anh em bằng mờ và xã đoàn. Của mờ à? Vậy thì chắc chắn là mờ sẽ có mục tiêu đầu tiên rồi, bất tử được thành Biện Kinh và giành lấy một tấm vé tham gia vào thiên tử ngày thứ hai. Về thiên tử thì chúng ta sẽ được thưởng 3 triệu một tuần anh em nhé. Đây là thiên đế này, thiên đế đang ở thành đô, giang hồ đang ở tương dương. Trận đấu này cảm giác hơi trùng đấy mà, nó không được liên tục giống như ở trong các trận đấu trước. Đây, cướp thì mình đang ở Dương Châu. Ngọa Long à, đấy mình đang tìm Ngọa Long, nãy giờ mình mất Ngọa Long từ đầu trận đấu đến bây giờ.
tìm xong mã lòng ở đâu nhé. Thiên tướng bang là làm cái gì đây? Giờ hãy ở thiên tướng bang. Anh em bang ngoã nó không đi công thành à? Hay là họ quên báo danh? Đấy, mình thấy anh em bằng Ngọa Long chắc quên báo danh nha mà trời ạ. Một cái trận công thành chiến là quan trọng như thế vậy mà anh em bằng Ngọa Long lại không báo danh, hay họ cố tình đứng bên ngoài để tạo những cái đột biến ở cuối trận đấu anh em. Liệu rằng có một kịch bản nó xảy ra hay không? Khi bây giờ trận công thành chiến của chúng ta đang diễn ra rồi, đang đánh nhau rất khốc liệt ở các thành trì. Mà Ngọa Long bây giờ thì đang tập trung rất đông ở Thiên Vương Bang. Ồ, lạ thật. Hay là anh em bằng Ngọa Long muốn chiếm Thiên Vương Bang đây? Cái này thì mình sẽ cần thêm lời giải đáp đến từ khán giả nhé. Bởi vì mình không dành về những cái chiến thuật như thế này. Nên là anh em sẽ bình luận thêm cho mình ở trên livestream được không ạ? Bằng chơi à? Bằng chơi mình không biết tâm là bằng nào này rồi. Đây chơi à, là đây, đây cướp, ở đây là cướp rồi, không phải chơi, cướp. Cướp mình đang thấy đi từ hướng của Lâm An. Về Lâm An này mà. Cướp đang ở Lâm An này. Thiên đế thì đang vâng, vậy là thiên đế lại có một cuộc chạm trán với giang hồ ở đất của đại lý. Thiên đế chính là bang hội đã vô địch ở trong cái tỉnh sứ quân vừa rồi của server Thu Hiền Trang, mang về cho bang hội mình là 10 triệu đồng, trong đó anh em bang cướp là giải nhì 6 triệu đồng và anh em bang phá là 4 triệu đồng. Bang hội rất mạnh trong thành chiến này, anh em bang mở thì không có được một giải gì, họ nhận về giải khuyến khích của anh em bằng xã đoàn, anh em bằng Ngọa Long, anh em bằng giang hồ và anh em bằng xã đoàn thôi. Còn thiên đế sau cuộc chạm trán với anh em bằng giang hồ thì bây giờ đang sang đại lý anh em ạ. Cướp thì đang ở Lâm An, tôi tranh thủ cái lúc này thì mình đang một cái bán nước Lào mà. Rồi đấy, em thông cảm, hôm nay giọng của mình nó không được tốt cho lắm, nó đang bị viêm họng cấp từ sáng đến giờ, mình uống rất nhiều thuốc rồi đấy. Để chuẩn bị live công thành chiến cho anh em, nên mà giọng hơi yếu, anh em thông cảm giúp mình nhá, cố gắng lắm rồi đấy, sáng nay không nói được cơ. Trận này khá trầm em ạ. Các bang hội thì đang di chuyển tới thành trì tự chưa đánh nhau. Nếu không tấn công vào thành Biện Kinh thì khả năng cao em mở sẽ bất tử được. Còn hơi vắng em ạ. Mình nghĩ là các bang hội đang thăm dò nhau để chuẩn bị cho cái sự kiện là tuyển thiên hạ nhất bang sẽ được diễn ra vào ngày 28 tháng này. Dự kiến thì sẽ khởi tranh thiên hạ nhất bang vào ngày 28 anh em nhé. Mà tập trung ở Biện Kinh thôi. À quên, mình cứ đi xem anh em xã đoàn. Xã đoàn nãy giờ mình không thấy thì khả năng là xã đoàn đang đánh nhau với giang hồ, đánh nhau với phá. Khả năng cao rồi. Mình thấy xã đoàn đang ở Phượng Tường. Đây anh em ơi, xã đoàn đang ở Phượng Tường. Mình thấy rất nhiều bùa ở trên đầu của xã đoàn rồi. Anh em đang chơi đây. Chơi đây khả năng là của anh em đến từ Liên Minh màu vàng của M và xã đoàn. Về cái thể lệ của thiên hạ là nhất bang ngày 28 này thì bang quản trị chưa công bố em nhé. Chuẩn bị đến ngày thì bang quản trị sẽ công bố và mình sẽ thông báo ở trên livestream cho em xem. Trong các ngày mình có livestream nhé, trận công thành chiến này cảm giác là hơi chậm ấy mà. Mình thấy là các thế lực bây giờ cũng chỉ đứng và dò xét nhau thôi. Mới được có 3-4 tờ giao tranh thôi. Bởi bang lạ lùng nhất là anh em bang Ngọa Long đang ở ba lăng thiên vương bang được. Đây giang hồ đây anh em ơi, giang hồ đang ở đại lý, long trụ được thiên đế nhá. Sao lại anh em bang giang hồ cũng bẻ trụ nhở? Câu hỏi đang được đặt ra là vì sao anh em bang giang hồ lại không công phá vào long trụ của thiên đế tại đại lý này, liệu rằng có cái bắt tay thỏa thuận ngầm nào hay không? Thank you.
Không anh em ạ, bởi vì anh em Băng Thiên Đế và Giang Hồ đều có mặt ở chiến trường của Đại Lý rồi. Giang Hồ không dám tấn công bởi vì Thiên Đế đang là rất đông ở phía của trung tâm của Long Trụ. Không hề dễ dàng gì để bẻ cái Long Trụ khi nó chỉ còn vàng máu thôi. Cuộc giao tranh của Giang Hồ và anh em Băng Thiên Đế đang được diễn ra. Và Thiên Đế đã có thể giải quyết được anh em Băng Giang Hồ ở trong tương đấu vừa rồi. Rất nhanh em ạ, rất nhanh để Thiên Đế xử lý được Giang Hồ và giữ lại Long Trụ của mình. Trong khi đó mình thấy em Băng Cướp lại đang di chuyển từ hướng Lâm An sang hướng của Đại Lý. Khả năng cao thì Cướp sẽ phối hợp cùng với anh em Băng Giang Hồ để bẻ Long Trụ Đại Lý của Thiên Đế. Cướp đã tiến sát đến đất Đại Lý rồi. Vậy là Đại Lý lúc này đang là ba bang hội, anh em Băng Cướp, anh em Băng Giang Hồ và anh em Băng Thiên Đế. Nếu cả anh em Băng Cướp và anh em Băng Giang Hồ đồng loạt tấn công vào trung tâm của Long Trụ thì sẽ rất khó cho Thiên Đế, bởi vì lực lượng của Thiên Đế ở trong khu vực Long Trụ này tầm khoảng 80 ác thôi. Em đang xem live stream của giúp mình 2 giây nhá, nhấp nhẹ màn hình thảo mình cái team nào, hoặc là chia sẻ live stream này để nhiều em nữa sẽ biết tới server Tụ Hiền Trang của chúng ta, nơi mà những cuộc chiến kinh thiên động địa đã tạo dựng lên được tên tuổi của các bang hội. Vâng, vậy là Cướp không sang Đại Lý anh em ạ. À, không tấn công vào Đại Lý mà Cướp chỉ mượn đường Đại Lý để di chuyển sang hướng của Tương Dương thôi. Cái đó rất là nhiều. Mỗi cái team, mỗi nút like anh em chính là lời động viên cho các bang hội đang tham gia vào trận công thành chiến này. 7 bang em cứ nhân nhẹ cho mình là 100 thành viên của bang thôi, là giờ tầm khoảng 700 ác thôi. Họ mất 60 phút để công hiến một trận đánh cho anh em thưởng thức, và chúng ta chỉ mất có 2 giây để chạm nhẹ màn hình thả team thôi. M thì vẫn đang khá là yên ổn ở chiến trường của Nguyễn Kinh này. Nếu để một bang tấn công vào M thì gần như là điều không thể. Em thấy được sự phòng thủ của M qua 5 trận đánh của Thuyền Đình Sứ Quân là tốt như thế nào. Vì thế ít nhất cần sự phối hợp của hai bang hội thì mới có thể làm nên điều kỳ diệu khi đối đầu với M. M đang di chuyển ra hướng gần với Phượng Tường. Trong đó chúng ta sẽ sang với chiến trường của Tương Dương. Tương Dương này gồm có quả em Băng Giang Hồ. Không có Giang Hồ em ạ. Long Trụ vẫn chưa bị bẻ. Khả năng cao thì ở trong tuần trước anh em Băng Giang Hồ có được ấy. Vâng, đây rồi. Chúng ta đã có cuộc giao tranh của anh em Băng Phá và anh em Băng M đang được diễn ra ở điểm giáp danh giữa Biện Kinh và Phượng Tường. M vẫn tiếp tục cho chúng ta thấy được sự chủ động ở trong lối chơi của mình, vì họ đã đưa quân ra rất xa và tập trung tấn công vào đội hình của anh em Băng Phá. Sức mạnh thì nói là hủy diệt. Vẫn là tầm khoảng 10 giây để cho anh em Băng M xử lý xong hình em Băng Phá mà thôi. Thiên Đế thì vẫn đang ở Đại Lý anh em nhé. Giang Hồ Tương Dương. Trong đó cuộc chiến của anh em Băng M thì đang được diễn ra ở phía giáp danh giữa Biện Kinh và Phượng Tường. Rất đông em ạ. Mỗi trận công thành chiến thì số lượng của M gần như là có được là đông đủ nhất. Trong đó xã đoàn họ đang chờ đợi một điều gì đó ở phía cánh cổng 3 giờ của Phượng Tường. Họ chưa tấn công vào, nhưng pha quăng máu để chuẩn bị tốt nhất cho những tình huống tấn công tiếp theo. Liệu rằng khi M đưa quân ra xa phía Biện Kinh và Phượng Tường như thế này, Long Trụ họ bị bỏ ngỏ hay không? Họ có thể chặn được một đường vào từ hướng của Biện Kinh, nhưng các bang hội khác vẫn có thể vào Biện Kinh này từ hướng của Dương Châu. Có hai cánh cổng từ Dương Châu có thể tiến vào trong Long Trụ của Biện Kinh. Vì thế phòng thủ một cổng không phải là một phương án an toàn nhất. Xã đoàn vẫn phải đứng ở đây thôi. Còn đây là em Băng Thiên Đế. Giang Hồ đã chuyển sang Lâm An rồi. Lâm An hiện tại đang là Long Trụ của Cướp. Thì mình thử xem Ngọa Long đã có ý đồ gì chưa em nhé. Ngọa Long như nào? Lẽ Ngọa Long vẫn ở thi vực 3 hay sao? Trong công thành chiến chúng ta đã bước vào phút 17 rồi. À, Ngọa Long vào Đại Lý rồi em ơi. Ngọa Long vào Đại Lý. À đây là Thiết Đế à, mình nhầm. Ốp. MR này mình tưởng là của anh em Băng Ngọa Long, rồi nhảy sang Băng Thiên Đế rồi. Hai bang hội này chính thức được ngày đi sau giải Thuyền Đình Sứ Quân.
Ui ông đang lên phong lăng độ anh em ạ. Trời ạ. Hình như đất của Biện Kinh đang chuẩn bị đánh nhau to. Khi mình thấy các cánh quân đang gấp rút quay trở lại với trung tâm của Long trụ Biện Kinh. Thành Biện Kinh lúc này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của em bang M. Mặc dù thì đang là sự đe dọa của em bang phá ở hướng 12 giờ. Phá tập trung rất đông rồi. Cướp thì vẫn đang ở lớp ma này mà. Vậy là gần như cướp cũng đang muốn có được một tấm vé để tham gia vào thiên tử của thứ hai tuần tới. Thì họ đã tập trung toàn bộ lực lượng của mình ở chiến trường của Lâm An. Và bây giờ thì mũi di chuyển của họ đang hướng về Dương Châu. Trong khi đó thì phá đánh vào Biên Kinh em ơi. Phá đánh vào Biên Kinh rồi. Nhưng sức phòng thủ của M vẫn là quá tốt. Phá vẫn không thể tạo ra được bất ngờ. Họ cần thêm sự phối hợp đến từ cướp và giang hồ nữa. Em có thể nhớ lại trong trận công thành chiến tuần trước, có những tình huống em băng mờ một mình có thể cân lại được cả hai đại bang ở trong khu vực của Long Trụ này. Đây là mờ này. Đây là đây là anh em băng cướp này. Đây là anh em băng xã đoàn này. Anh em băng mờ này. Thử tìm xem thiên đế ở đâu nhá. 7-3 em ạ. Có lẽ chưa đánh nhau đâu. Mình nghĩ gần những phút cuối cùng đánh nhau sẽ rất nhiều. Anh em băng thiên đế đang ở thành đô. À thiên đế đang bẻ trụ của xã đoàn em ạ. Rồi mình cho anh em xem băng phá ở đâu nhá. Phá và cướp ở đâu? Phá đang ở đại lý. Phá đang rất gần với đại lý và thành đô, điểm giáp danh này. Từ đây họ có thể vừa tấn công vào đại lý và vừa có thể tràn sang thành đô được. Thành đô bây giờ đang là thiên đế. Ngọa Long có lẽ chúng ta sẽ không cần phải soi nữa rồi vì Ngọa Long đang ở khu vực Thiên Vương Bang. Thì họ quên báo danh công thành nhưng mà xã đoàn thì đang ở Phượng Tường thôi. Cướp đang ở Lâm An. Trận chiến này diễn ra nó hơi chậm ấy mà. Nó không được dồn dập như ở trận công thành chiến trước. Bởi họ đang giấu bài và chuẩn bị cho giải thiên hạ nhất bang sẽ được diễn ra 28 tới đây. Và vậy là phá đã di chuyển sang đại lý rồi. Họ đã có mặt ở phía khu vực 12 giờ của đại lý. À khu 9 giờ đại lý. Còn đây là em bang M. Trung tâm Long Trụ của thành Biện Kinh. Nếu không bị bẻ gãy thì tầm khoảng 15 phút nữa thì Long Trụ Biện Kinh này sẽ bất tử với em bằng M. Không, chính xác hơn là tầm khoảng 11 phút nữa thôi. Nếu để cho M bất tử được thành Biện Kinh thì tiếp theo họ sẽ cùng với xã đoàn đi cản các thành trì còn lại. Cướp đang ở Lâm An này. Chiếm Lâm An chúng ta sẽ có được 3 triệu đồng. Nếu muốn có được trận thiên tử thì các bang hội sẽ bắt buộc phải chiếm được một trong hai thành trì, đó là Biện Kinh và là Lâm An. Rồi phá di chuyển rồi em ạ. Và chính xác ở chiến trường của đại lý này, họ đang giao tranh cùng với bang thiên đế. Thiên đế vẫn không có được số lượng tốt nhất khi một nửa cái quân của họ đã di chuyển sang thành đô để bẻ Long Trụ của xã đoàn rồi. Vì thế lực lượng của bang thiên đế thì đối đầu với anh em bang phá ở trong trận đấu này đang có phần gì đó là hơi thua thiệt hơn. Tuy nhiên họ đang gồng rất tốt em ạ, vẫn chưa bị đánh bại. Vâng, những cánh quân của thiên đế đã quay trở lại từ hướng của thành đô rồi. Nước xa không thể nào cứu lửa gần. Vì thế thiên đế sẽ cần phải giữ khoảng cách rất tốt để có thể bọc lót cho nhau bất cứ lúc nào. Hôm nay xuất hiện thêm một bang mới em nhé. Đó là bang chơi. Mình chưa biết là một bang mới hay họ tách ra từ một liên minh nào. Mình sẽ cần thêm thông tin của em ở trên live stream để cùng chia sẻ với khán giả. Em nào biết bang chơi là của thế lực nào thì comment lên giúp mình nhé. Vâng, vậy là phá đã đẩy lùi được thiên đế rồi và họ đang bắt đầu bẻ trụ em ạ.
trong cái đó thì cướp, cướp vẫn đang ở Lâm An và mờ, mờ vẫn đang ở Biên Kinh. Xã Đoàn đang ở Phượng Tường anh em nhé. Cảm ơn anh Cam Người Tú nhá. Theo những chia sẻ của anh Cam Người Tú thì anh em Bang Chơi là của anh em Bang Mơ. Vâng, tiếp tục có giao tranh rồi. Vẫn là cuộc chiến ở Đại Lý giữa anh em Bang Thiên Đế và anh em Bang Phá. Long trụ của Đại Lý này đang nằm trong tầm kiểm soát của anh em Bang Thiên Đế, và Phá chính là tác nhân để tạo ra cuộc chiến ở thành Đại Lý lúc này. Không phải là những lực lượng mạnh nhất ở trong trận công thành, nhưng hai bang hội này vẫn đang có những cuộc chiến với nhau suốt từ đầu đến bây giờ. Và Phá tiếp tục đẩy lùi đến bang Thiên Đế rồi. Họ đang quay trở lại với Long Trụ. Cướp thì vẫn đang rất ngủ ngon ở chiến trường của Lâm An. Còn M, M đang muốn duy trì thành tích của mình để có thể bất tử Long Trụ của Biện Kinh này. Tầm khoảng 8 phút nữa em nhé, 8 phút nữa là Long Trụ chúng ta sẽ bất tử. Em đừng quên thì vào ngày 28 tháng 4 tới đây chúng ta sẽ có trận tuyệt đỉnh sứ quân của server Tụ Hiền Trang. Giá trị của Alphabet Thiên Hạ Nhất Bang, tiền thưởng của Thiên Hạ Nhất Bang lần này sẽ là 30 triệu đồng và nó chỉ dành cho bang hội duy nhất chiến thắng thôi. Ngoài ra thì sẽ kèm thêm một kỷ niệm chương đến từ bang quản trị, một phần quà rất có giá trị và tinh thần. Long Trụ đỏ máu rồi em ạ, và mình vẫn chưa thấy Phá quay lại. Anh em bằng Thiên Đế quay lại đây rồi. Vừa dứt lời thì Thiên Đế đã có mặt ở trung tâm của Long Trụ. Thiên Đế chính là bang hội đã vô địch ở trong giải Ngũ Tuyệt vừa rồi. Vâng, vậy là Long Trụ của anh em bằng Thiên Đế đã bị phá bỏ. Và tác giả của pha bẻ trụ này đến từ anh em bang Phá, một trong những nhánh liên minh của liên minh cướp Phá và Giang Hồ. Thiên Đế quay trở lại nhưng muộn màng rồi. Cướp thì đang tập trung ở thành Biện Kinh mà thôi. À thành Phượng, à thành Lâm An. Mờ thì ở thành Biện Kinh. Mình di chuyển đi xem anh em đang ở thành nào khác nữa nhé. Thiên Đế đã quay trở lại để đốt Long Trụ nhưng là muộn rồi. Xã Đoàn thì vẫn đang ở phía khu 3 giờ Phượng Tường các bạn. Mình thử bay vào trong Phượng Tường xem là phía bên trong này là Long Trụ của bên nào. À vậy là Long Trụ của Phượng Tường của bên băng mờ các bạn. Vậy là chiến thuật của anh em bang Xã Đoàn, họ cố tình ẩn thân ở phía bên ngoài và đợi cái thời điểm nào anh em bang khác tấn công vào thì họ sẽ đột kích. Rất hay. Mình xem giang hồ ở đâu em nhé. Trận này đánh hơi chậm em ạ. Trận này các bang hội đang tính toán kỹ lưỡng rồi, nên là họ sẽ cố gắng chiếm giữ thành trì. Họ không muốn ra đường em ạ, bởi vì đang là đua top, nếu mà không có thành thì sẽ không có kinh nghiệm. Vì thế các bang hội bắt buộc họ sẽ phải có một thành, dù lớn dù nhỏ. Nên là họ đang cố gắng giữ lấy một thành trì. Đây, em thấy không? Ở thành Tương Dương này thì em mang giang hồ đây. Em nhớ nhá, ở trong cái trận công thành này thì tích lũy của chúng ta phải đủ được từ 31 điểm trở lên. Đây này, có chùa bị đăng chỉ em này. Thì mới được hưởng kinh nghiệm nhá. Trận đánh này nó cũng không được khốc liệt giống như trận trước, nên là cái số lượng PK cũng đang có phần ít đây này. Hồng Hạnh mới được 72 này, tổng lệnh 54. Thương Nhi 33. Đấy. Em có thể sử dụng nút Control và dấu ngã để xem cái điểm của công thành này nhé. Đây là giang hồ này. Đây là cướp này. Đây là mờ này. Đây là xã đoàn này. Và đây là thiên đế này. Hôm nay có 6 bang em ạ. Hình như em bang Ngọa Long họ đã quên báo danh hay sao. Hình như họ tập trung rất đông ở Thiên Vương bang nhưng mà lại không tham gia vào công thành này. Thì mình dự đoán là anh em bang Ngọa Long quên báo danh công thành chiến anh em ạ. Vâng, Thiên Đế đang di chuyển từ Đại Lý sang Thành Đô. Thiên Đế, bang hội đã xuất sắc vô địch ở trong giải Ngũ Tuyệt vừa rồi. Họ đánh bại đi anh em bang cướp ở chung kết.
anh em băng mờ ở bán kết và anh em băng ngoại long ở vòng sơ loại. Anh em băng thiên đế là mang về 10 triệu đồng ở trong sự kiện ngũ tuyệt lần vừa rồi. Thiên đế đang có mặt ở trung tâm của thành đô. Em đang hỏi băng chơi đúng không? Băng chơi xem ai là băng chủ đúng không? Dạo này lắm cái tên lạ thế. Băng chơi, băng chủ là thuốc gây tê em ạ. 61 mì tôm rút không kịp tin ông đá phờ này. Đấy, băng chơi là băng mới này. Có 86 thành viên. Mình thử xem băng chơi đang ở đâu nhá. Chơi này. Đấy, hôm nay cũng thử băng mới. Chơi đang ở Phượng Tường em ạ. À, chà. Chính xác rồi. Vậy là chơi là liên minh của em băng M và xã đoàn. Vậy là hai liên minh mạnh nhất của chúng ta đã cân bằng số lượng thành viên rồi. Khi anh em băng mờ, xã đoàn và chơi sẽ là một liên minh. Anh em băng cướp, phá, giang hồ là một liên minh. Và anh em băng thiên đế, ngọa long thì chả liên minh với băng nào cả. Hai băng hội đó chơi độc lập. Băng ma là một băng nhỏ của anh em băng mờ. Bây giờ họ chuyển thành băng chơi rồi. Đông em ạ. Thế là giờ thành 8 băng rồi đây. Anh em băng giang hồ đang ở Tương Dương này. Anh em băng cướp thì đang ở Lâm An này. Anh em băng M thì đang ở Biên Kinh. Anh em băng xã đoàn thì đang ở Phượng Tường. Xã đoàn đang ở Phượng Tường. Và thiên đế nếu mình nhớ không nhầm thì đang ở Thành Đô. Anh em nào đang ở trên live comment của mình cái đường link tải game cho anh em mới đến với. Server của chúng ta sẽ là server đồ xanh em nhé, bản cày cuốc. Server mới mở ra được có 3 tháng rưỡi thôi. Hiện tại thì ở trong trận công thành chiến này đang là sự tham gia của 7 bang hội. Những phút đầu tiên này thì họ đấy sẽ cố gắng đạt được 31 điểm tích lũy để có điểm kinh nghiệm ở trong cuộc đua top của chúng ta. Đây là chưa có giao tranh, mình nghĩ là sau khi bất tử được một thành nào đó thì họ bắt đầu sẽ kéo quân đi. Vậy thì 3 phút cuối cùng của trận công thành này sẽ hay hơn. Đấy, thiên đế họ đã sang Tương Dương rồi. Lại đánh nhau với phá anh em ạ. Vậy là đã 3 lần đối đầu giữa hai bộ này rồi. Em băng phá vẫn đang có được lợi thế rất nhiều. Và chúng ta sẽ về với đất của Tương Dương. Vâng, Tương Dương lúc này đang là đội hình em băng giang hồ tập trung rất đông. Và thấy xuất hiện một số đội hình đến từ em băng thiên đế rồi. Gần như anh em băng cướp sẽ có được thành Lâm An. Và anh em băng mờ thì sẽ có được thành Biện Kinh. Thế thì thứ hai tuần tới sẽ càng hay. Chúng ta sẽ có trận thiên tử giữa hai bang hội diễn ra. Thường thì thiên tử thì kèo sẽ tầm khoảng từ 20 đến 30 cũng dài anh em. Đây, mờ đây anh em. Mờ đang ở Biện Kinh này. Long Trụ từ đầu trận đến bây giờ vẫn chưa bị phá bỏ một lần nào. Và nó đang nằm trong tầm kiểm soát của anh em băng mờ. Khi bất tử được thành này rồi, khả năng cao anh em băng mờ sẽ tiếp tục sang Phượng Tường để cùng với anh em băng xã đoàn thủ thành Phượng Tường. Nếu không thì họ sẽ chuyển mục tiêu sang tấn công Lâm An của anh em băng cướp. Phá thì đang ở gì đây? Tương Dương em ạ. Giang hồ này, M này, phá này, đấy. Mình thấy anh em băng giang hồ nó đang di chuyển rất nhiều ở chiến trường của Tương Dương này. Không biết rằng thì mối nguy hại nào sẽ nhắm tới anh em băng giang hồ chiến trường của Tương Dương đây. Em nên nhớ rằng là thành Lâm An gãy sau thành gãy sau 5 phút của trận công thành em nhé. Vậy thì khả năng cao nếu như em băng mờ họ đã chiếm được thành Biện Kinh rồi, họ sẽ phối hợp cùng với xã đoàn để tấn công sang Lâm An. Vâng, vậy là anh em băng gì đây, băng phá đốt xác rồi ạ. Phá đang đốt xác ở thành Tương Dương. Họ đang thiêu thân để hồi sinh ở một thành khác. Một trong những chiến thuật thường xuyên được sử dụng ở trong những trận công thành chiến như thế này. Mình sẽ cho mắt camera bám theo cái băng phá luôn. Phá đang đốt xác.
Họ đang mua máu để chuẩn bị tấn công một thành nào đó em ạ. Thành nào đây? Rất khó nếu có thể nói là Biện Kinh, bởi Biện Kinh là sự phòng thủ của M. Có chăng thì họ sẽ tấn công sang thành Phượng Tường. Thành Phượng Tường hiện tại thì đang của anh em bang M, nhưng mà xã đoàn thì đang giữ ở thành Phượng Tường. Phượng Tường có cả anh em bang xã đoàn và thêm cả anh em bang chơi anh em nhé. Cả xã đoàn bang chơi thì đang ở thành Phượng Tường này. Để mình cho anh em xem bang chơi. Đây anh em ơi, chơi đây. Chơi đang chỉ là một đội hình nhỏ anh em ạ. Họ đang có nhiệm vụ chặn cổng 6 giờ ở Phượng Tường. Nếu có cả xã đoàn và cả chơi ở chiến trường của Phượng Tường này thì M sẽ không phải bận tâm gì để giữ thành Biện Kinh lại cho mình. Chuẩn bị đánh nhau to em ạ. Cứ khi nào bất tử xong thành thì kiểu gì cũng đánh nhau. Vâng, đây rồi anh em ơi, chúng ta đang thấy được rằng là chuẩn bị sẽ có giao tranh ở chiến trường Biện Kinh này. Khi thấy sự hiện đang phá rồi. Mở đâu? Họ chẳng lẽ lại sử dụng cái kế hoạch đó là vườn không nhà trống giống như ở trong Tuyệt Đỉnh Xu Quân nữa hay sao? Thành viên của phá đang tập trung rất đông ở long trụ của Biện Kinh rồi. Nếu như mà không quay trở lại kịp thời thì công sức suốt 3 phút thi đấu vừa rồi của họ sẽ bị phá bỏ. Đây rồi em ơi, M đang tập trung tấn công trở lại hướng 3 giờ. Long trụ mới chỉ mất 1/4 lượng máu mà thôi. Một pháo xoay đội hình từ hướng 3 giờ đến hướng 9 giờ rất khôn khéo của anh em bằng M. Khi thành viên của phá đang mải mê làm trụ thì M đã có thể tiêu diệt họ một cách gọn gẽ rồi. Rất nhanh. Mình đã dự đoán rồi, rất khó với một cuộc chiến 1-1 cho bang hội nào giao tranh cùng với M. Gần như solo thì bang hội M không ngán bất kỳ một bang hội nào ở trong xem một tụi hiền trang của chúng ta ở mỗi trận công thành chiến. Cướp nhiều thế này. Cướp đang hành quân từ Lâm An sang hướng của Dương Châu. Không, họ đang có mặt ở 6 giờ. Mối đe dọa nào dành cho cướp đây? Cướp đang mặc định. Vâng, băng chơi em ạ, chơi. Chơi chính là mối đe dọa của cướp tại thành Lâm An này. Thời điểm mà long trụ của Biện Kinh sẽ chuẩn bị bất tử rồi. Nếu anh em băng phá cướp vào giang hồ, không thể bẻ gãy nó, thì chắc chắn M sẽ là hội đầu tiên có được thành ở trong trận công thành chiến của chúng ta. Và khi đó họ sẽ có thời gian để đi quét các thành trì. Cảm giác như anh em băng M đã tính được thời gian bất tử của long trụ rồi. Họ đang di chuyển. Hướng di chuyển này của họ thì sẽ sang hướng của Dương Châu. Và từ Dương Châu họ có thể tiếp cận được Lâm An. Một pha di chuyển có thể nói là thần tốc anh em ạ. Vậy là gần như chắc chắn anh em bang M sẽ có được thành Dương Châu rồi. Trong khi đó thì Giang Hồ mình sẽ bắt đầu hành quân từ hướng của Tương Dương. Và họ hướng họ đang đi là sang Đại Lý. Cướp thì vẫn đang cố gắng tập trung Lâm An thôi. Nếu để cho M và xã đoàn cùng với chơi phối hợp với nhau ở Lâm An thì sẽ rất khó để bằng cướp tiếp theo. Đây, em thấy không? M đang di chuyển rất nhanh ở chiến trường của Dương Châu này. Giang Hồ đã sang được Đại Lý rồi. Vậy là gần như sau khi đã có các thành trì, các bang hội chúng ta bắt đầu di chuyển từ về Lâm An này nhá. Em chồng đi. Lâm An chưa bất tử này. Lâm An đang của cướp. Biện Kinh bất tử em nhá, Biện Kinh bất tử rồi. Vậy là bang M đã là bang hội đầu tiên có thành ở trong trận công chiến ngày hôm nay. Và đó là một thành rất quan trọng. Tấm vé để tham gia vào thiên tử của chúng ta. Và đúng như mình dự đoán, anh em bang M họ đã có mặt ở thành Lâm An rồi. Sóng gió bây giờ sẽ đổ về với chiến trường của Lâm An. Vâng, Phượng Tường cũng bất tử em ạ. Phượng Tường dưới sự hỗ trợ của anh em bang xã đoàn và anh em bang chơi thì Phượng Tường bất tử rồi. Bây giờ gần như tất cả cuộc chiến của chúng ta sẽ chuyển về với chiến trường của Lâm An anh em ạ. Một cuộc chạy đua với thời gian nhằm bẻ gãy đi long trụ Lâm An này của bang cướp. Thời điểm mà Lâm An bất tử chỉ còn tầm khoảng 3 phút nữa thôi. Lâm An lúc này ở phía bên trong đang là em bang cướp.
và sự đe dọa ở vòng ngoài thì đang đến từ anh em băng mở. Cướp đã đưa quân ra 6 giờ rồi, họ sẵn sàng tiếp đón mở trong trận đấu này. Đã có giao tranh xảy ra tại băng hội, được coi gần như là mạnh nhất ở trong server Thuyền Trang của chúng ta. Vậy là mờ đã đẩy lùi được cướp rồi, cơ hội để cho mờ để tiếp cận Long Trụ. Nếu như bây giờ anh em băng giang hồ và anh em băng phá cũng quay trở lại để hỗ trợ với anh em băng cướp thì nguy cơ cao Long Trụ Lâm An này sẽ bị bẻ gãy. Em thấy sức tấn công của mờ là dữ dội như thế nào. Thành viên của cướp đã bắt buộc rút về hướng 12 giờ. Không dễ gì cho một tình huống đối đầu trực diện. Cơ hội đã mở ra để cho các thành viên của mờ có thể bẻ trụ, nhưng họ không. Họ vẫn tiếp tục đẩy đến hướng 12 giờ để giao tranh cùng với cướp. Mờ đã có hai thành rồi, họ có được cả thành Biện Kinh và thành Phượng Tường. Họ đã có được 1.000 xu và một tấm vé để tham gia vào Thiên Tử. Thiên Tử của chúng ta hàng tuần sẽ là 3 triệu. Bên em bằng mờ đã cầm chắc trong tay là 1 triệu và một tấm vé, 1.000 xu và một tấm vé để tham gia vào Thiên Tử rồi. Vâng, vậy là Long Trụ là bất tử em ơi. Xin chúc mừng cho cướp, rất may cho họ. Chỉ còn chậm tầm khoảng 1 phút nữa thôi thì Long Trụ này sẽ bị bẻ gãy bởi em băng mờ. Thì mờ đã đánh bại được cướp trong trận đấu vừa rồi. Biết bây giờ các băng hội sẽ di chuyển về đâu đây? Có lẽ chúng ta sẽ đi theo em băng giang hồ và thiên đế. Ngay lúc này đây thì chúng ta đang thấy em băng giang hồ họ đang ở điểm giáp danh giữa Đại Lý và Thành Đô. Đang đi hướng Thành Đô em ạ. Xã đoàn thì đang ở Đại Lý anh em ạ. Đại Lý giáp danh với Lâm An. Còn cướp họ đã có điểm rồi, họ đã có thành rồi. Thì đến bây giờ họ sẽ chuyển mục tiêu của mình về hướng của Thành Đô. Một cuộc chạy đua với thời gian. Đã ba thành bất tử rồi, đó là Phượng Tường, Biện Kinh và Lâm An. Mở đây. Họ đang di chuyển từ hướng của Dương Châu. Và hướng tiếp theo của họ muốn tới đó là thành Tương Dương. Thành bốn cổng. Tương Dương là một trong những thành trì khó phòng thủ nhất ở trong Võ Lâm Truyền Kỳ. Thì nó có thể đi vào từ bốn cổng. Vâng, vậy là không kịp nữa rồi. Tương Dương đã bất tử rồi em ạ. Trời ạ, hôm nay anh em đánh chắc thế. Bây giờ có lẽ chỉ còn Đại Lý và Thành Đô nữa thôi. Vậy thì khả năng cao sẽ có bang hội vừa ra đường. Bởi vì mờ chiếm được hai thành. Anh em bằng giang hồ một thành, anh em bằng cướp một thành là bốn thành rồi. Còn ba thành và bảy bang. Vâng, xã đoàn đang tấn công vào thiên đế ở Đại Lý. Vâng, cùng màu nhưng mà hai thế lực đối địch hoàn toàn. Xã đoàn và thiên đế cũng một thời gắn bó với nhau. Nhưng đến bây giờ thì đã được ai lấy đi từ rất lâu rồi. Họ đang muốn cướp Long Trụ Đại Lý của em bằng thiên đế. Có kịch bản nào cho thiên đế phải ra đường hay không? Có quá nhiều thời gian ở trong trận công thành chiến này để giữ cho mình một thành trì. Vâng, cá mờ cũng muốn nhắm tới Thành Đô em ạ. Và cả cướp nữa. Đấy em thấy không? Cướp đang ở phía khu vực cánh cổng 3 giờ của Thành Đô. Còn mờ thì đang đi sang từ hướng của Tương Dương. Trong đó xã đoàn sau khi đã đẩy lùi được thiên đế, họ bắt đầu bẻ trụ rồi. Mình sẽ thống kê lại cho em một số liên minh ở trong server nhé. Liên minh màu vàng này của anh em bang mờ, xã đoàn và chơi. Liên minh màu tím của anh em bang cướp, phá và giang hồ. Trong khi đó anh em bang thiên đế, họ lẻ loi ở trong cuộc chiến. Họ không liên minh bất kỳ bang hội nào cả. Họ chơi theo bản sắc riêng của mình. Còn 19 phút thôi em nhé, 19 phút và bốn thành đã bất tử rồi. Phượng Tường, Biện Kinh, Lâm An và Tương Dương. Đến bây giờ thì cuộc chiến chúng ta sẽ đổ dồn về với Dương Châu, Đại Lý và Thành Đô. Phía bên trong Thành Đô này mình thấy băng phá này. Xã đoàn vậy là đã bẻ gãy được rồi. Bẻ gãy được Long Trụ Đại Lý rồi. Và cướp đây. Ai là cướp đây thì tôi là cướp đây. Cướp đang có mặt ở ngã tư 3 giờ của chiến trường Thành Đô. Nơi đây họ sẽ cùng với phá chuẩn bị sẽ đón những cơn thịnh nộ đến nhà băng mở. Mở đây. Mở đang tập trung ở ngã tư 12 giờ. Chuẩn bị đấm nhau to em ạ. Đấm nhau to rồi. Đấm nhau to ở Thành Đô này.
Vâng, vậy em băng cướp đang có pha di chuyển ra phía sườn của anh em băng mờ. Không biết mờ đã nhận ra chưa, một pha chọc sườn rất hay đến từ anh em băng cướp. Mờ bị động ở trong trận đấu này rồi. Giao tranh khốc liệt đang được diễn ra ở phía khu vực ngã tư 12 giờ trên sân Thành Đô. Em băng cướp và em băng mờ. Trong trận đấu này thì cảm giác em băng cướp đang tỏ ra lợi thế hơn. À, quá bùa điên em này, quá bùa điên của Thiên Nhẫn. Vâng, đó là một trong những vẻ đẹp của Lâm Truyền Kỳ, đó là mâm phệ phách của Thiên Nhẫn. Anh em băng cướp họ đã có bác Thiên Nhẫn mắc được 12x, đó là 47 hỏa muội. Đây là một nhân tố sẽ đóng vai trò quan trọng ở trong trận Thiên Tử sắp tới, khi mâm phệ phách của Thiên Nhẫn bùa điên nó sẽ có tầm khoảng 4 giây làm cho những nhân vật đứng gần chịu tâm ảnh hưởng, mất kiểm soát. Và có kêu ấy rồi mà. Đây, cấp cao nhất của server chúng ta đang là 121 rồi. Và ác 47 hỏa muội của Thiên Nhẫn là ác đã có skill hay và đã mắc 10x của em nhé. Hôm vừa rồi Ngũ Tuyệt thì chưa có kêu, có chưa mắc 10x em ạ, nên họ không dùng. Giờ phải dùng rồi. Phá đang ở trung tâm để bảo vệ Long Trụ. Cướp thì đang chơi phòng ngự ở vòng ngoài. Tại vậy thì mình nghi rằng là nếu không cẩn thận thì anh em băng Thiên Đế sẽ phải ra đường em ạ. Bởi vì Long Trụ của anh em băng Thiên Đế ít phút trước đây thì bị anh em băng xã đoàn phá, thì đến bây giờ đến được anh em băng giang hồ phá rồi. Trời ạ, hay quá. Ngày hôm nay trận công thành chiến của chúng ta có thể nói là rất hay luôn. Mặc dù thì nó không có sự sôi động giống như mọi ngày, nhưng là sự chắc chắn đến từ tính toán của các thế lực. Đây rồi, chúng ta sẽ cùng về với 12 giờ. Một lần nữa em băng mờ đánh vào từ 12 giờ. Tuy nhiên sẽ cần phải phối hợp thêm với xã đoàn, bởi vì nếu đánh bại được em băng cướp rồi thì mờ sẽ tiếp tục phải đối chọi em băng phá ở bên trung tâm của Long Trụ nữa. Rất cần tài cần sức. Tuy nhiên thì em băng cướp tỏ ra phòng thủ khá chắc chắn ở trong trận đấu này. Nát rồi, cướp nát rồi. Cơ hội để cho M có thể chiếm giữ khoảng không gian ở phía 12 giờ. Không em ạ, cướp vẫn đã có thể tập trung lại. Em thấy không, có một cả kill của cái bác rồi này. Em nhìn thấy bóng đèn không? Vậy là ngoài bùa điên Thiên Nhẫn thì có thêm cả giải bùa của Võ Đăng. À, giang hồ bỏ đại lý đi sang Thành Đô em ạ. Giang hồ bỏ đại lý sang Thành Đô, nhưng họ không biết được rằng thì ở phía cánh cổng 3 giờ của đại lý, anh em băng Thiên Đế đang núp lùm bắn tỉa. Và Thiên Đế đang ẩn mình ở đây, ẩn mình gặp tứ quý. Thiên Đế đang tập trung quân lực rất đông cho một tình huống quyết định. 15 phút nữa thì trận công thành chiến chúng ta mới kết thúc cơ. Rồi, tại Thành Đô lúc này thì anh em băng mờ đã tìm thấy anh em băng chơi rồi, nhưng phía đằng sau vẫn còn cướp. Ủa, nãy giờ xã đoàn đâu em nhỉ? Xã đoàn cũng là Thành Đô em ạ. Ô, Ú Ba La mở ra câu chuyện thành tích cổ tích em ạ. Xã đoàn đã bất ngờ có mặt ở trung tâm của Thành Đô rồi. Võ đang tấn công vào Long Trụ. Rất hay với pha phối hợp này của anh em băng M và xã đoàn. Khi M đã đưa quân ra tận hướng 12 giờ, nơi giáp danh giữa Phượng Tường và Thành Đô, để ngăn chặn anh em băng cướp. Trong đó họ để cho xã đoàn công phá Long Trụ. Liên minh của anh em băng cướp và giang hồ đã có được tương dương với Lâm An. Trong khi đó thì anh em băng M và xã đoàn đã có được Phượng Tường và Viện Kinh. Và Thiên Đế cũng đã bắt đầu có một pha xâm nhập bất ngờ vào trung tâm của đại lý rồi. Giang hồ bỏ đại lý để sang cứu Thành Đô. Thì bây giờ Long Trụ của họ đã hở ra, không khác gì một miếng bánh anh em ạ. Miếng bánh gato rất nhiều béo và kem, để cho Thiên Đế có thể sâu xé. Trong đó chúng ta sẽ quay trở lại với Thành Đô. Phá đã quay trở lại rồi. Xã đoàn đã bẻ được xong Long Trụ của Thành Đô. Mình nghĩ rằng em băng mờ xã đoàn sẽ để cho thành viên của xã đoàn có được thành
thành đô này. Như vậy thì họ mới có điểm kinh nghiệm để tham gia đua tốt của chúng ta. Nếu không có thành sẽ không có điểm. Mở có hai thành rồi, họ không cần phải có thêm một thành nữa để trở nên quá xuất sắc. Họ sẽ nhường cái thành đô này lại cho anh em băng xã đoàn. Trong đó thiên đế họ đang rất cần một thành để thành viên họ đua tốt. Long trụ của đại lý vàng máu rồi. Nãy giờ mình nghĩ anh em băng chơi họ sẽ đi nhiệm vụ chặn cổng nhá. Ở trong vòng trong này vẫn chỉ là xã đoàn và anh em băng mờ thôi. Mờ đang càn quét ở trung tâm long trụ. Chưa có võ đăng 12x để giải bùa này. Anh em nhìn thấy này. Đấy. Xã đoàn đang chặn cổng 6 giờ. Nếu cả xã đoàn và mờ cùng có mặt ở thành đô thì mình nghĩ tới 8% liên minh này sẽ có được thành đô. Vì thế mình nghĩ anh em băng giang hồ cướp phá sẽ chuyển mục tiêu của mình sang với đại lý. Bởi vì đại lý chỉ có mình một mình thiên đế thôi. Anh em băng mờ đang bẻ trụ em ạ. Còn rất nhiều thời gian nữa. Tận những 12 phút nữa thì trận công thành chính chúng ta sẽ kết thúc. Anh em đang xem live stream, nếu vẫn chưa ấn follow thì có thể dừng lại giúp mình 2 giây nào. Có dấu cộng ở trên màn hình đó, anh em ấn vào nút follow. Để mỗi lần mình phát live stream anh em có thể thấy được trực tiếp những diễn biến của server của chúng ta. Chúng ta đang đến với trận công thành chiến của server Tụ Hiền Trang. Đang là 7 bác hội tham gia vào trận công thành chiến này. Đừng quên thả tim giống như chia sẻ live stream. Để thêm nhiều em nữa sẽ biết tới server. Để cho nó sẽ ngày trở nên đông vui và nhiệt huyết hơn. Server của chúng ta thì không có búp bẩn, không chim mồi, không tuồn đồ. Đó chính là một sân chơi công bằng, đã thu hút được rất nhiều băng hội lừng lẫy như em băng cướp, giang hồ, phá, mờ, xã đoàn, thiên đế, ngọa long. Và bây giờ thêm sự em băng chơi nữa, 8 băng rồi. Vâng, vậy là giang hồ họ đang cố gắng khai thông cánh cổng 6 giờ này để tiến vào. Họ đã chiến thắng được xã đoàn rồi. Thiên đế cũng đã kịp thời bẻ gãy long trụ đại lý. Trong khi đó thì mờ, mờ đang ở hướng 12 giờ. Liệu rằng mờ đã biết được rằng em băng giang hồ đã đẩy lùi xã đoàn hay chưa? Trận công thành chiến chúng ta đã bước vào phút thứ 50 rồi. Và 10 phút cuối cùng cho những chiến thuật và tính toán băng hội để hoàn thành. Vâng, cơ hội để cho em băng giang hồ tiếp cận thì họ đã đẩy lùi xã đoàn. Chưa thấy mờ quay trở lại để hỗ trợ anh em ạ. Đây rồi, mờ đây em ơi, mờ đây rồi. Mờ quay trở lại kịp thời rồi. Rất đông. Đó là số thành viên của em băng mờ. Đó ở chỗ này chúng ta đang thấy anh em băng giang hồ đánh vào rồi. Chưa thấy cướp và phá đâu mà. Rằng cướp và phá đang ở đâu nhỉ? À, đại lý anh em ạ. Anh em băng cướp đang ở đại lý. Vâng, họ đang đánh long trụ của thiên đế. Trời ạ, quá hay luôn. 10 phút cuối cùng của trận công thành chiến này sẽ rất khó đoán. Anh em thử comment giúp mình ở trên live stream xem bang hội nào sẽ phải ra đường đây. Bang hội nào sẽ phải ra đường ở trong trận công thành chiến này. Mình thì mình sẽ bỏ một phiếu cho băng thiên đế nhá. Bởi vì họ đang đơn độc ở trong trận chiến này. Thì những liên minh còn lại đã có thành rồi. Còn thiên đế thì chưa có một thành nào. Và thành của họ thì đang bị anh em băng cướp bẻ này. Hỏng rồi. Lau trụ đỏ máu em ạ. Không thấy thiên đế quay trở lại cứu trụ. Còn 9 phút nữa. Vậy là cướp đã bẻ gãy được long trụ của thành đại lý rồi. Bây giờ họ đang đưa quân ra để di chuyển về hướng nào đây? Không biết hướng nào. Chỉ biết là hướng 12 giờ thôi. Bằng thiên đế rất khôn ngoan em ạ. Họ vẫn chơi bài là núp đùm bắn tỉa. Họ đang tập trung ở 3 giờ của chiến trường đại lý này. Khi anh em băng cướp rút ra thì anh em băng thiên đế lại vào nha mà. À, thế mới tài. Wow, thiên đế rất khôn ngoan. Họ không lựa chọn đối đầu trực diện mà sẽ tìm ra cơ hội để tiếp cận long trụ như thế này đây. Long trụ cứ bẻ gãy thì thiên đế lại quay trở lại cứu. Đó, đó là chiến thuật của thiên đế ở trong trận công thành chiến này. Trong khi đó cướp đang di chuyển về thành đô. Có lẽ cướp, phá và giang hồ sẽ tất tay ở thành đô này.
Cục V băng mở đây, cướp đây, đồng như quân nguyên em ạ. Cướp đã có mặt ở thành đô rồi. Mở thì đang ở hướng 12 giờ, chưa thấy xã đoàn đâu. Thiên đế, vâng, thiên đế đã cưa được vàng máu của đại lý rồi. Thực ra thì thiên đế cũng xứng đáng để có được một thành trì ở trong trận công thành chiến này, bởi vì họ đã chơi từ đầu đến bây giờ rồi. Khá đáng tiếc ở trong trận ngày hôm nay em băng ngọa long lại quên báo danh, nên họ chỉ chiếm được thiên vương bang mà thôi. Đó là hệ phái của thiên vương. Hôm nãy mình thấy tập trung ngọa long rất đông ở đấy. Rồi, cướp đã có mặt ở ngã tư 3 giờ của thành đô này. Mà cũng rất tỉnh táo để phát hiện ra. 7 phút nữa em nhá, 7 phút nữa. Anh em thử comment lên xem bang nào sẽ ra đường ở trận công thành chiến này. Hình như xã đoàn cũng chưa có thành em ạ. Nếu không nhầm, xã đoàn chưa có thành thì xã đoàn sẽ cần phải đánh nhau ở thành Dương Châu với một bang hội khác để có thành. Ồ, xã đoàn vẫn đang ở thành đôi mà. Xã đoàn đang chặn cổng 6 giờ này. Xã đoàn đang đánh nhau với giang hồ ở cổng 6 giờ. Trời ạ. Chỗ nào thì cũng là giao tranh thôi. Khá đáng tiếc khi mình không có quá nhiều mắt camera để cho em thấy toàn cảnh của trận chiến ngày hôm nay. 6 giờ là anh em bang giang hồ và xã đoàn. Trung tâm là M. À không phải, mình thử sang bên Dương Châu em nhé. À Dương Châu em ơi, Dương Châu phá nhá, phá đang ở thành Dương Châu này. Đấy, tính toán cả em ạ. Không bang hội nào muốn phải ra đường cả. Bởi vì nếu ra đường thì họ sẽ không có điểm kinh nghiệm để đua tốt. Ngày 15 tháng 5 sẽ là kết thúc đua tốt rồi. Chết cha thiên đế em ạ, cướp lại về rồi. Cướp lại hành quân hướng 12 giờ về đại lý rồi. Nếu thiên đế không trụ vững ở những trận đấu quan trọng này thì họ sẽ phải ra đường. Đây em bằng chơi em ơi, đây là chơi. Một nhánh nhỏ đến từ liên minh của M và xã đoàn. Nhánh này mình nghĩ sẽ dùng chặn cổng hoặc là đi đốt thành thôi. Bởi lực lượng của họ không phải là tuyệt đối để có thể đối đầu với những liên minh còn lại. Thành Dương Châu phá, thành đô M. Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến thành đại lý, nơi mà anh em bang giang hồ và cả cướp nữa đang muốn cho anh em bang thiên đế phải ra đường. Chết cha thiên đế em ạ. Xã đoàn của đại lý anh em ạ. Vâng, miếng phô mai to thì không một con chuột nào muốn từ bỏ em ạ. Cả xã đoàn cũng có mặt ở thành đại lý rồi. Vậy là 4 bang ở đại lý chứ không phải là 2 bang em ạ. Giang hồ cướp, thiên đế và xã đoàn. Tèo 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 tèo. Vâng, đây hiện tại long trụ đang là của thiên đế, nhưng cả xã đoàn, cả giang hồ, cả cướp đều có mặt rồi. Có lẽ bây giờ thành Dương Châu của phá và thành thành đô của M sẽ không việc gì anh em nhá. Bởi vì mình thấy những bang hội còn lại họ đang về hết với đại lý này rồi. To chuyện rồi em ạ, to chuyện rồi. Qua này thiên đế khả năng về Ba Lăng huyện ngủ lắm em ạ. Nếu không ngủ ở Ba Lăng huyện thì có thể ngủ ở 6 thôn khác. Có thể sang bên Vĩnh Lạc trấn này, Thạch Cổ trấn, Đạo Hương thôn, Long Tuyền thôn. Đấy, Long Môn trấn. Và thậm chí anh em có thể sang Tây Sơn thôn nữa. Tuy đi lại hơi vất vả nhưng chúng ta vẫn có thôn để ngủ em ạ. Chứ thời tiết ở miền Bắc bây giờ đang là nồm ẩm, còn ở trong Sài Gòn đang là nóng bức. Để anh em phải ra đường thì không dễ chịu một chút nào. Vâng, vậy là anh em bang giang hồ là ngoài nổ đầu tiên ở chiến trường đại lý này. 4 phút nữa thôi. Thiên đế có qua được cơn nguy khó này hay không? Lực lượng họ đang bị vơi đi rất nhiều rồi. Sức tấn công đến từ anh em bang giang hồ có thể nói là như vũ bão. Thôi, hỏng ăn rồi anh em ạ. Miếng bánh này quá ngon. Miếng bánh này quá ngon. Và những bang hội còn lại họ không bỏ qua được. Giá như này có thêm ngọa long nữa thì sẽ có thêm nhiều chiến thuật. Ôi giời ơi, lại còn có cả cướp ở đại lý này. Thế thì thiên đế sẽ đi về đâu? Anh em trả lời giúp mình xem thiên đế sẽ đi về đâu ở trong trận công thành chiến này. Rất đáng tiếc,
Họ đã chơi quá xuất sắc ở trong trận công thành chiến này, có quá nhiều thời gian để giữ cho mình một thành trì bất tử, nhưng họ không làm được. Có lẽ hào quang rực rỡ của kỳ ngũ tuyệt vừa rồi đã làm cho anh em bang Thiên Đế hưởng thụ quá lâu, và đến bây giờ lỗi lo của họ phải ra đường đang ở ngay trước mắt thôi, thì cả cướp và cả giang hồ và Long Chu thì đã đỏ máu. Đó, đó là kịch bản của server Tụ Hiền Trang của chúng ta. Quá kinh khủng. Không cẩn thận thì cả xã đoàn này mà không. Xã đoàn tuần trước họ đã chiếm được thành Lâm An, hình như xã đoàn cũng ra đường. Nhưng xã đoàn mình không nói, bởi xã đoàn họ sẽ cống hiến cho anh em bằng mở trận này nhá. Nên là xã đoàn mình sẽ không nói. Mình tiếc là tiếc cho anh bằng Thiên Đế rồi. Long Trụ vẫn còn, vẫn chưa bị phá anh em ạ. Thiên Đế sẽ cần phải nỗ lực và quay trở lại nhanh hơn. Nhưng không em ạ, không chỉ đơn giản của anh em bằng cướp phá. Ôi ơi, ông mà ông sang đại lý anh em ơi. Ông mà ông sang đại lý này rồi ơi. Miếng format trên cái bẫy chuột. Vâng, vậy là Long Trụ đại lý bị phá bỏ rồi. Tèo. Ôi giời ơi, trong cái đó mà họ đã có mặt ở điểm giáp danh giữa thành đô và đại lý rồi này. Họ có sang đại lý hay không? Mờ sang đại lý rồi anh em nha, mờ sang đại lý rồi. Còn tầm 2 phút nữa. Phá thì họ vẫn đang bố trí lực lượng ở Dương Châu. Chết cha, mình quên xã đoàn này mà, mình quên xã đoàn. Xã đoàn sẽ ở đâu đây? Trận công thành chính của chúng ta đã bước vào những phút cuối cùng rồi. Phút cuối cùng rồi bạn. Phút thứ 59. Vâng, xã đoàn cũng ở đại lý. À chà. Mọi con đường thì đều tới thành Rome. Và trong trận công thành chiến này thì nó đang đổ dồn về với đại lý. Đại lý ở trung tâm bây giờ đang là anh em bang giang hồ rất đông. Trận đấu quyết định xem bang hội nào sẽ phải ra đường đây. Mờ không sai đâu, mờ họ vẫn bố trí lực lượng ở thành đô này. Chết rồi, Thiên Đế với anh em bằng xã đoàn nghi phải ra đường lắm anh em ạ. Đồng hồ đã trôi những giây cuối cùng rồi, và Long Trụ vẫn của giang hồ. Dương Châu là của phá này, mờ là thành đô, và giang hồ đang là đại lý. Thôi rồi, hình như mình nhớ không nhầm là xã đoàn của Thiên Đế chưa có thành. Anh em phải đợi em ạ, tầm khoảng 15 giây nữa trận công thành chúng ta sẽ kết thúc, và kết quả sẽ được cập nhật cái chính xác hơn. Giang hồ đã đưa quân hướng 12 giờ. Vâng, Thiên Đế đang quay trở lại để cứu miếng phô mai của họ, nhưng gần như là không kịp nữa rồi. Số lượng giang hồ có mặt ở thành đại lý này là quá đông. Vâng, Thiên Đế đây. Vâng, thôi rồi em ạ, hết giờ. Chúng ta đã kết thúc trận công thành chiến này rồi em ạ. Và bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem kết quả nó sẽ đi về đâu. Đây là anh em ơi. À, vậy là không ngoài tầm dự đoán của chúng ta anh em ạ. Xin chia buồn cùng với anh em bằng Ngọa Long, xã đoàn và Thiên Đế. Họ không hề có mặt ở trong bảng tổng sắp của công thành ngày hôm nay. Anh em bang mờ họ có được thành Biện Kinh, thành Phượng Tường và thành đô. Anh em bang giang hồ có được đại lý và Tương Dương. Anh em bang cướp có được Lâm An và Dương Châu. Chính xác rồi anh em ạ. Và với việc em bằng cướp chiếm được Lâm An, anh em bằng mờ chiếm được Biện Kinh, vậy là thứ hai tuần tới chúng ta sẽ có Thiên Tử anh em nhé. Chúng ta sẽ có một trận quốc chiến Thiên Tử được diễn ra giữa anh em bằng mờ và anh em bằng cướp. Và trận Thiên Tử này thì sẽ được thưởng là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng cho trận Thiên Tử. Xã đoàn thì không nói rồi. Xã đoàn thì mình họ ở liên minh của anh em bằng mờ, họ sẽ sắp xếp để cho mờ
có Thành ở trong này để cho các thành viên của họ đua tốt là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng mình tiếc cho Thiên Đế em ạ. Thiên Đế họ cũng đánh rất hay, rất cố gắng, nhưng bị ép ở những phút cuối cùng và Thiên Đế phải ra đường. Đấy, quá em ạ. Cảm ơn tất cả gần 300 anh em đang theo dõi ở trên Top Top, cũng như anh em ở trên gần 100 anh em ở trên Ziu và hơn 500 anh em ở trên Phở Bò nhé. Anh em đang xem live stream thì có thể dừng lại giúp mình 2 giây, ấn nút follow anh em ơi. Ấn em một nút follow để mỗi lần mình phát live stream em có thể xem được. Live stream hàng ngày thì mình sẽ phát lúc 18 giờ cho khung giờ liên đấu này. Tới 20 giờ sẽ nhặt quả và săn boss, 21 giờ tống kim. Còn đối với ngày thứ 6, 20 giờ 30 chúng ta sẽ có công thành. Kém rất là nhiều. Đấy, anh em nhìn lại nhá. M có được cả Biện Kinh, Phượng Tường và Thành Đô. Vậy là họ đã có thêm được 1.000 xu ở thành Phượng Tường nữa. Đấy, anh em bang Phá có được Dương Châu. Anh em bang Cướp có được thành Lâm An. Anh em bang Giang Hồ có được thành Tương Dương và thành Đại Lý nữa. Khá đáng tiếc, một nỗi buồn mà chúng ta có thể san sẻ cho anh em bang Thiên Đế khi họ đã trắng tay rồi. Hay quá, hay quá. À em đừng quên nhá, 28 tháng này, 28 tháng 4 chúng ta dự kiến sẽ khởi tranh thiên hạ đệ nhất bang. Xong rồi em ạ, và trận tốt thành chiến tối ngày nay cũng đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian để đồng hành cùng với livestream ở trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua. Bây giờ thì cũng xin phép được xuống livestream và hẹn anh em ở trong livestream tiếp theo của Dinh Việt Nam trong server Tụ Huyền Trang này. Đấy, mình cho em xem lại cái bản đồ công thành một lần nữa này. M có được cả thành Phượng Tường, Biện Kinh và Thành Đô. Giang Hồ thì có được Đại Lý và Tương Dương. Cướp có được Lâm An và Phá có được Dương Châu. Với việc có được thành Phượng Tường ở trong buổi tối ngày hôm nay, em bang M có thêm 1.000 xu thưởng từ ban quản trị nữa. Thiên hạ đệ nhất bang sẽ đánh vào ngày 28 tháng 4, anh em nên dự kiến như vậy. Về cái thể lệ cũng giống như phần thưởng thì về phần thưởng thì cho cái thiên hạ đệ nhất bang sẽ là 30 triệu đồng và chỉ duy nhất một bang hội nào vô địch mới được thôi. Ngoài ra sẽ được kỷ niệm chương phủ vàng 24k nữa. Khá đáng tiếc bởi vì cách đây có 3 ngày thôi, anh em bang Thiên Đế đã vô địch ở trong giải Ngũ Tuyệt. Hôm nay thì buồn cười nhất thì em bang Hạ Long em ạ. Anh em bang Hạ Long phải ra đường. Chào Hà Hải nhé, chào NVV, chào tất cả anh em nhé. Giờ đầu mình bắt đầu đọc comment của anh em này. Anh em comment lên game này có kiếm được tiền không? Có em ạ, game này thì mình thấy giá tiền vạn đang là từ 180.000 tới 200.000 1.000 vạn. Nên anh em nào mà cày cuốc thì có khả năng ra tiền đấy. Một tháng em có kiếm được tầm khoảng 20.000 vạn là có 6 triệu rồi. Nhưng mà quan trọng em có đồ sát được với các bang hội hay không. Server chúng ta là server cày cuốc nhé. Đồ xanh làm 8.000 giã tàu ra Dương Hoàng Kim Môn Phái, cấp cao nhất là 121 này. Server mở 3 tháng rưỡi rồi. Em là muốn tải game thì nhìn đội mình cái dòng banner màu xanh nhấp nháy dưới cùng màn hình nhá. Cái nhóm mua bán của chúng ta sẽ là cộng đồng Dinh Việt Nam, dòng màu vàng bên dưới anh em ạ. Em có câu hỏi hay không? Em có câu hỏi đặt ở trên phần comment giúp mình với. Mình xong mình trả lời em xong mình cũng đi nghỉ sớm thôi. Hôm nay mình bị viêm họng cấp em ạ. Mình phải giữ giọng từ sáng đến giờ, ngập bao nhiêu là thuốc để giờ lên livestream anh em xem đấy. Bởi mình biết là một tuần công thành nó chỉ một buổi thôi. Nên là mình cũng không muốn anh em bỏ lỡ cái trận công thành chiến này. Tuy nhiên là trong cái trận công thành chiến này thì mình cũng mồm mình nó cũng hơi bị đau mà không nói được to. Em có hỏi hay không? Giang Hồ hôm nay có thành em ạ, Giang Hồ này có thành AB nhá. Đây Giang Hồ có được thành 3 thành cơ, Giang Hồ được 3 thành, Đại Lý, Dương Châu à 2 thành, Đại Lý và Tương Dương. Cướp 1 thành. Lâm An là ngon rồi, Lâm An là có bé đánh thiên tử rồi. Phá có được Dương Châu này, M 3 thành, Biện Kinh, Phượng Tường và Thành Đô. Xã Đoàn, Ngọa Long và Thiên Đế ra đường em nhé. Chào Đức Minh nhé, chào An Vũ nhé, chào Quý Bá Bình nhé. Khổ. Chào anh Lũ Khách, chào anh Long Trần nhé. Lúc nào em bán anh ạ. Khổ Thiên Đế nhất là phút cuối là bị anh em ạ, là bị dồn, bị ép. Cày, cày không thể tả được em. Khá đáng tiếc Thiên Đế đấy, ngày nay họ chơi rất công hiến, chơi rất xuất sắc rồi. Nhưng một mình lạc lõng ở giữa đám đông thì rất khó em. Mình nghĩ anh em bằng Thiên Đế Hoa Long sẽ cần phải xem xét để bắt tay nhau trở lại nếu như không muốn đơn độc ở trong cuộc chiến tại Tụ Huyền Trang. Như hôm nay anh em bằng M và Xã Đoàn họ đã nâng thành viên của mình lên là thêm bang hội chơi rồi nhá. Đấy.
xã đoàn này, thiên đế với ngọa long ra đường, ba băng ra đường anh em ơi. Thôi nhá, anh em không có câu hỏi nào thì mình sẽ phép xuống livestream nhá. Mình sẽ up cái video này lên trên review anh em xem sau. Cho em sẽ đến anh em sẽ xem ở trên TV được, xem màn ảnh rộng HD được. Các em rất là nhiều khi đã đồng hành cùng với livestream ở trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua. Còn bây giờ thì mình xin phép được dừng livestream ở đây anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.